Xin chào mọi người nha. Em lên số tiếp theo ạ. Đây là video số 869 nha mọi người. Hôm nay em sẽ lên lô cần gồm có rất là nhiều mã hàng nha. Và tổng cộng sẽ là 21 mã. Đây ạ, thì em vẫn ship hàng toàn quốc ha. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán và mỗi đơn hàng phí ship vẫn là 30.000. Mọi người có nhu cầu đặt hàng liên hệ giúp em vào số điện thoại 0932 455 407 hoặc kết nối qua Zalo giúp em để chốt đơn nha mọi người. Em ở Đà Nẵng ha. Khách ở Đà Nẵng gần thì mọi người có thể ghé xem hàng trực tiếp ạ. Rồi em sẽ đi vào mã cần đầu tiên. Đây ạ. Mã số 1. Thế thì mọi người một cái mẫu này, cái này á, là một cây cần nhiều khúc nha. Một dạng cần lua nhiều khúc. Nó là hãng Daiwa. Nó về thì nó nằm trong cái túi như thế này mọi người nhé. Cái này là túi zin của cần. Đây, mình sẽ mở như thế này này. Nó có thiết kế cái dòng này, cái bao nhung và nó qua sách ở trên ha. Cái này là một cây phíp đỏ, Daiwa phíp đỏ hàng... Đây mọi người, nó sẽ bao gồm 6 khúc như thế này ha. Và nó sẽ chia từng ngăn này, mình để từng lóng cần. Cái này hàng mới nguyên, chưa sử dụng ha. Đây, 2, 4, 6 khúc tất cả. Đây, góc của nó này. Góc của nó là sẽ là phần... Cái này chất liệu của nó toàn bộ là phíp đỏ ha. Thì em nói chung là hơi đây, hơi vướng ở đây xíu để em lấy ra. Tay cầm của nó, cái dòng này á, là nó thiết kế cái phần tay cầm của nó sẽ là cán mút xốp này. Cái phần này nhát hình như là đút ngược lên hay sao. Nó hơi cứng nha mọi người. Đây nè. Đây, đây mọi người nha. Phần chui này. Tay cầm cán mút, bát của nó là bát vặn, bát nhôm như thế này. Đây, cái này một cây cần phíp đỏ. Đây là cái góc ha. Còn bốn cái vị, còn năm lóng còn lại của nó đây. Dòng khoen của cây này á, là dòng khoen kiểu khoen thế này nha mọi người. Rất là mới đẹp, mọi người xem phô của nó này. Đó, nằm lóng ha. Và đây cái là thông số của nó thì nó nằm ở vị trí lóng sát góc thế này. Đây, phần này người ta làm trang trí kiểu thế này. Và thông số đây ạ, đây là một cây của hãng Daiwa. Chiều dài của cần nó sẽ là 6 feet 6 inch là 1m98 và 6 lóng nha mọi người. Hàng của Taiwan, made in Taiwan này. Daiwa ha mọi người. Rất là đẹp luôn. Và 4 lóng còn lại của nó đây. Cái này thì trọng lượng của nó này. Tổng thể của cần sẽ là 6 khúc như thế này. Trọng lượng của cây cần này thì nó nặng là 126g ạ. 126g. Độ cứng của cây này là độ cứng L nhé. Đó, hàng full túi như thế này. Cây này mã số 1 nha mọi người. Giá của cần là 800.000 mã 1 ạ. Được, chiều dài thu gọn của cây này thì nó sẽ là tầm 35cm thôi. 35-36cm là chiều dài rút gọn nha. Rồi, tổng thể 6 khúc như thế này. Hàng chưa sử dụng full túi. Mọi người chốt nhắn giúp em mã 1. Giá 800. Tiếp tục cây số 2. Số 2 á, là em có một cây cần câu bè 1 khúc. Cây này là một cây cần carbon ạ. Hàng nội địa Nhật, chiều dài là 1m30. 1m30 nhá, chui của nó như thế này. Cây này cũng mới tinh nha. Bát Fury FS6, 1m3. Tem nhãn đầy đủ, khoen Fury xứ xám ạ. Độc tháo sợi thủy tinh này. Cái này 1 khúc thôi ha. Tháo sợi thủy tinh đặt ở vị trí bên trên. Ngọn này thì nó sẽ rơi vào 1,3 ly. 1,3 ly, độ cứng của nó sẽ là cứng tầm 15 cho tới 20 nha mọi người. 15 cho tới 20, mã số 2 ạ. Dài là 1m3, nhẹ là 116g. Và cây này giá là 350.000, mã số 2. Số 2, 350. Tiếp theo, mã số 3 là một cây 3 khúc cần lua nhé. Một cây lua 3 khúc của Daiwa. Cây này cứng MH 3 khúc. Ngoại hình cũng rất là đẹp nha. Khoen của nó là khoen Fury loại sứ xám như thế này. Xám đen. Bát, tay cầm là tay cầm cán gỗ bần. Bát là bát vặn Fury. Thông số của cần đây. Cần này là một cây Daiwa G4X màu sẫm xanh như thế này. Thông số là 1103MH là 3m3. 3 khúc và cứng MH nha mọi người. Tải mồi là 10 cho tới 50g, tải dây là 12-30lb, hàng của Hàn Quốc này. Đây, Daiwa mới tinh. Nguyên bản nhé. Khoen của nó cũng là khoen Fury xám hết. Ngọn cần đẹp. Ngọn cây này thì em đo nó là 2,5 ly. Ngọn là 2,5 ly ạ. Bao gồm 3 khúc.
dài là 3m3, độ cứng tương ứng là MH. Trọng lượng cây này là 370g, mã số 3 giá 1.500.000 ạ. Số 3 1.500.000. Tiếp tục em lên mã số 4. Số 4 thì một cây cần rút nha, cần lua rút. Đây một cây lua rút 3m30, một cây cần của Ryobi nha mọi người. Phần tay cầm của nó sẽ là tay cầm cán mứt xốp, bát là bát vặn Fury tem vàng. Đây là một cây Ryobi Entertainer SF1103UL. UL cần rút của cái dòng này nhé. Mà cây này độ cứng thực nó sẽ tầm ML nha mọi người. Độ cứng thực của cây này là tầm ML chứ nó không mềm dẻo như một cây UL khác ha. Ryobi hàng này của Hàn Quốc xuất Nhật ha. Dài là 3m30. Tem nhãn đầy đủ. Phen Fury ạ. Ngoại hình nó có sơ xước dâm nhẹ ha. Đây, bu của nó sẽ là đầu bu Fury xích này. Và khoen của nó sẽ là khoen Fury đen ha, Fury xám, không có nứt khoen nào hết mọi người nhé. 2, 4, 6 khoen gồm cả đầu bu. Khoen không lỗi lầm. Ngọn cái này em đo là 1,9 ly. 1,9 ly tới 2 ly, bao gồm là 3 lóng rút tất cả. Và cây này thì tất cả các khoen của cần đều là khoen chạy hết mọi người nhé. Đây nè, nó sẽ gồm 3 lóng, mỗi đầu lóng đều có cái vòng kim loại chống nổ lóng. Đó. Và tất cả các khoen là khoen chạy, bu là bu cố định thôi ha. Đây tổng thì 6 khoen gồm cả đầu bu. Đây trên phần ngọn của nó thì nó sẽ có đây ngọn của nó sẽ có 3 khoen và một đầu bu. Đây là vị trí lóng thứ hai này. Đó, phô cũng còn sáng nha mọi người. Tất cả các khoen đều là khoen chạy. Dài là 3m3, độ cứng thực của cây này nó tầm ML nhé. Tải mồi tầm khoảng, cây này tầm 15g trở lại là ok ạ. Trọng lượng 208g, thu gọn là 118cm nha. Giá cần là 600.000, mã cần số 4, 600.000 ạ. Tiếp tục mã số 5. Số 5 thì em có một cây ISO, mã số 5 là một cây ISO ạ. Đây là một cây ISO khoen lớn của Shimano. Là dòng Shimano Holiday XT đọt 3, 4m5, ISO khoen lớn made in Indonesia nhé. Cái này thì cái góc của nó này, góc rất là nhỏ và trọng lượng nhẹ ha mọi người. Cái này có 200g thôi, ISO khoen lớn nhưng rất là nhẹ và góc nhỏ. Góc của nó là phi 18 ha, nhỏ hơn so với những cái dòng ISO khoen lớn khác đó mọi người. Cái này 200g, phát là bát vặn này, made in Indonesia, đọt 3, 4m50. Ngoại hình đẹp nha mọi người. Khoen cũng là khoen Fury. Đây, nó có một cái đẹp. Khoen của nó nè, Fury xứ xám ha. 2, 4, 6, 7 khoen gồm cả đầu bu, không lỗi lầm nha mọi người. Chiều dài là em đo là không hao hụt ha. Ngọn 1,8. Đây các lóng bên trong này, nó có 2 khoen chạy, một đầu bu. Có dẫn lóng. Cái dòng này thì ở lóng 1 và lóng 2, ngọn và lóng sát ngọn thì nó sẽ có đường dẫn. Các lóng bên trong màu bạc nhé, cần rất là đẹp nha. Thân lóng nhỏ gọn và ngọn và trọng lượng nhẹ nữa. Đấy, 1 này 2 3 1 2 3. Cái này thì 4 5 lóng ha. 2 3 4 5 lóng, đúng rồi mọi người. 5 lóng. Đọt số 3, dài 4m5, ISO khoen lớn ạ. Hàng của Shimano, nhẹ 200g, thu gọn 105cm và giá 800.000, mã cần số 5. Số 5 giá 800 ạ. Lên tiếp mã 6 thì em có một cây cần rút nha. Cái này là dạng cần rút. Chui này. Dạng cần ISO biển. Cái này là một cây cần của hãng Daiko, Dico. Phần chui của nó, cái này thì tháo chui mọi người phải vặn vít nhé. Phải vặn vít mới tháo ra được. Tay cầm của nó sẽ là quấn một nhờ như này, cần nguyên bản. Bát Fury. Cái này là một cây Dico dài 5m1 ạ. Đây người ta ghi rõ, mình dịch ra được, ghi 5510 nhé. Hàng nội địa Nhật. Dàn khoen cần là khoen lõi Fury, lõi dạ quang. Nếu mà so với ISO khoen lớn, cây này rơi vào tầm khoảng đọt 4, đọt 5 nha mọi người. Tầm khoảng đọt 4, đọt 5 so với ISO khoen lớn ạ. Ngọn em đo cây này 1 ly 6, 1 ly rưỡi, 1 ly 6. Đây là một cây ISO nhé, ISO biển. Ở đây thì ở phần ngọn của nó là nó sẽ có hai khoen chạy, một đầu bu
Và các lóng bên trong của nó nè, các phần đầu lóng của nó đều có vòng kim loại chống nổ hết. Và ở bên trên thì nó sẽ đóng một cái khoen lên trên. Đó, cây này không bao giờ tụt khoen hết ạ. Các lóng là lóng nào cũng có hết, mọi người làm rất là chắc chắn luôn, hàng của Dico. Tất cả là dàn khoen Fury và phô đẹp nha mọi người. Phô rất là đẹp. Carbon xoắn vòng này còn rất là mới luôn. Đây, để các lóng mọi người xem nhé. Cái này trọng lượng nặng là tại vì nó có cái phần chui gỗ nữa mọi người. Đây, chui gỗ nữa này. Cái này 560g ha. Em cân tổng thể là 560g. Thu gọn 110cm, chiều dài là 5m1. Giá cái này là 1 triệu nhé. Giá cần là 1 triệu, mã cần là mã số 6. Tổng thể nó như thế này. Mã 6 ạ. Tiếp theo mã 7 là một cây súp ạ. Một cây của Asics, dòng bao lớp NFT Asics, cái này là bản nội địa Nhật. Tổng thể như thế này. Cần này thì thông số của cần sẽ là 30. Cứng 30, chiều dài 4m. Phô dòng này thì carbon lò xo này, carbon xoắn. Đặc trưng của cái dòng NFT bao lớp, rất đẹp mọi người nhé. Phần chui của cần đây. Cái này nguyên bản, hàng nội địa Nhật. Đường kính gốc này, gốc cần em đo 25 ly, pad Fury ạ. Cần nguyên bản, chưa hạ pad gì hết. Đây, phô của nó xoắn, xoắn hai da rất là đẹp ha mọi người. Và bản này thì dòng này thì là khoen sáp Fury loại đá sáp, 5 khoen gồm cả đầu bu ạ. Bản này nó không có khoen xích nha mọi người. Ngọn em đo là 2,8 ly, độ cứng 30, xoắn hai da từ ngọn ha. Xoắn là so hết này. Xoắn là so hai da từ ngọn. Phôi mới lắm nha mọi người. Đó, không lỗi làm gì hết ha. Sơ xước thì rất là nhỏ như thế này thôi mọi người. Đấy, vết đẹp quẹt một xíu xíu à. Rồi, đây là mã cần số 7. Một cây Asics NFT Power Love ha. 34m, trọng lượng cần là 454g. Chiều dài rút gọn là 1m1, giá cần 2.500.000. Giá cần là 2.500.000, mã số 7 ạ. Lên tiếp mã số 8, em có một cây súp nữa. Cái này là một cây cứng BX nha. Một cây súp đỏ, súp Leader SV405BXT. Màu đỏ, hàng China xuất Nhật. Màu đỏ như thế này. Dòng cần câu lục nha mọi người. Đây, phần chui cây này sẽ là chui cao su. Tem nhãn đầy đủ hết mọi người nhé. BXT, súp Leader SV405BXT. Ngọn em đo 23.2 ly, nguyên bản chưa hạ pad này. Pad của nó sẽ là pad Fury. Và dàn khoen này toàn bộ là khoen xích hết. Đây, bu cây này là bu xích Fury xích dạng bu môi trề. Bu xích môi trề nhé. Cái này hàng về là người ta, cái này chủ cũ người ta thay khoen xích môi trề đó. Chứ còn bu nguyên bản cũng là bu xích. Bu xích nhưng mà nó không có kiểu khoen thế này. Nó hơi khác xíu thôi. Nói chung là cũng bu Fury xích đồng bộ màu ha. Đây, 5 khoen, 2 năm khoen gồm cả đầu bu như thế này. Không lỗi lầm nha mọi người. Khoen còn ok, khoen gập. Đường kính ngọn cây này này, cái ngọn nó có bị tróc sơn xíu phần đầu ngọn đây xíu mọi người này, chỗ sát vị trí đầu bu ha. Chiều dài cây này em đo đủ chiều dài ha, 4m05. Đường kính ngọn em đo của cây này nó sẽ là 2,8 ly. 2,8 ly ha. Đây, ngọn của dòng này thì sẽ xoắn, xoắn gần hai da, xoắn ít ha, xoắn nổi gần nổi như này. Và có vị trí định vị khoen này. Đây, ngọn xoắn nổi như này. Đây là vị trí định vị khoen thứ hai. Rồi lóng thứ hai của nó đây. Lóng 3, phôi còn đẹp nha mọi người. Nó tróc sơn đầu ngọn xíu thôi. Rồi, đây là mã cần số 8 ạ. Một cây BX, cây súp BX của Shimano. Có chụp gương đầy đủ này mọi người. Chụp gương cố định ngọn nó là chắc chắn nhé. Đây, để em bỏ vào sau khỏi mất thời gian. Rồi, đây là mã cần số 8 này. Tổng thể nó sẽ như thế này. Trọng lượng 450g, gọn là 114cm. Giá cây này 3.500.000 ạ. 3.500.000, 405BXT ha. Độ cứng tốt. Giá 3.500.000, mã số 8. Tiếp tục mã số 9.
Số 9 ở đây là em có một cây cần câu vít của Shimano Scorpion. Đây ạ, một cây vít máy ngang Shimano Scorpion ha. Tổng thể của cần này. Phần tay cầm đây, cái này bẩn mọi người nhé, cái này nó dính bẩn thôi. Tay cầm của nó là cán Mussot, bát là bát vặn Fury, bát gâu nhé mọi người, Shimano Scorpion. Trên bát máy này có logo của cần này. Đây, kiểu người ta làm kiểu như thế này ha. Cần cắm gốc, vít máy ngang. Phần ngọn đây. Scorpion OCA6324 SCOC6324. Dòng này là made in Japan ha. Made in Japan. Chiều dài của cần nó sẽ là 6 feet 3 in, là cây này dài 1m9. Vết mồi từ 56 tới 170g, BE là từ 2 tới 5 ạ. Mã code đầy đủ này, tem nhãn đầy đủ hết, khoen tất cả là Fury Seed nha. Máy ngang thì khoen nó nhỏ. Đây, tất cả là dàn khoen Fury Seed nguyên bản nha mọi người. Đầu bu đây. Cái này cũng khá là đẹp. Đường kính ngọn em đo 2,5 ly. Tổng chiều dài của cần, cây này là 6 feet 3, là 1m90 ạ. Tổng thể đây. Cái này trọng lượng 270g nhé, 270g ở cần số 9. Giá của cần là 1.900.000. Giá cần là 1.900.000. Riêng phần ngọn cần nha, riêng phần ngọn em đo để mọi người dễ ăn chừng. Phần ngọn của cây cần này thì nó sẽ có chiều dài là 1m, thu gọn là 1m28 ạ. Và tổng chiều dài của cần sẽ là 1m90. Ngọn không thì nó sẽ dài 1m28, giá cần 1.900.000, mã cần số 9. Tiếp tục mã số 10. Số 10 thì là một cây Ikada. Đây là một cây Ikada Daiwa nhé. Chiều dài là 1m30 này. Ikada ngọn nó sẽ ở trong thân như thế này. Cái này thì ngoại hình mới đẹp nha. Mới đẹp, nhưng mà cây này là dòng cần Ikada dạng bạo lực nha. Bạo lực hơn. Ở đây thì video này em lên hai cây. Một cây Daiwa và một cây Si. Cây Si thì nó mềm hơn nhiều. Khách nào lấy cứng hơn thì mình tham khảo mã Daiwa này so với nhiều cây Ikada khác nha. Thì dòng này rất là cứng luôn ạ. Cứng hơn nhiều đó mọi người nha. 1m3, chui đây, chui thì cắm đây và luồn ngọn và luồn trong thân nhé. Bát này, màu Fury, màu khói xám rất là đẹp ha. Hàng này là China xuất Nhật, dài là 1m30, tem nhãn ok, đầy đủ, ngoại hình mới. Khoen đầu tiên của nó này, đấy, khoen đầu tiên của nó sẽ là khoen Fury ha, khoen Fury đời mới như thế này. Có đầu chụp, nút chụp đầu cần. Và ngọn đây. Các khoen ở đây đều là khoen có xứ ha, từ vị trí ở đây lên là nó sẽ là khoen dẫn như thế này. Ngọn cây này nó em đo nè. Ở trên đây là nó tháp đặt ở trên nhá. Ngọn này nó tầm 0,9 ly, và em báo trước là cây này là dòng Ikada hư, mọi người đánh bạo tay một chút nè. Cứng nha, cứng hơn so với các dòng khác. Cứng hơn so với các dòng khác nha mọi người. Cây này em bán 900.000, mã số 10, 86g, gọn 74cm và giá là 900, mã số 10 ạ. Đây qua nhé mọi người. Rồi, đó là mã 10. Mã 11 là một cây Ikada Shimano. Đây là một cây Shimano Ikada Advance. Tay cầm cán Mussot. Cây này khá đẹp. Nguyên bản nha mọi người, không hao hụt. Ngọn của nó sẽ là ngọn đặc. Cắm ngọn. Luồn trong thân, cắm đầu cắm như thế này ha, hai khúc ráp hết. Bát là bát vặn Fury tem vàng, chiều dài là 1m60. Hàng của China xuất Nhật, Ikada Advance nhá. Khoen của nó là khoen Fury này, có nút đầu cần đầy đủ này, hai khoen ở góc cần. Mới tinh nha mọi người. Và ngọn của cần đây. Khoen của cần tất cả ở ngọn là khoen dẫn như thế này. À, ngọn không mang hộp, cây này thì đọt nhỏ. Đọt cái này nó tầm khoảng 0,4-0,5 ly thôi mọi người nhé. Đó, 0,4-0,5 ly, nhưng mà đây là ngọn, một cây cần ngọn đặc nguyên ngọn luôn. Đây, ngọn siêu nhạy nhé mọi người. Cây Ikada Shimano. Giá cây này là 1.600.000, mã 11, 98g, gọn 94cm. Shimano ha, 1.600.000. Rồi tiếp theo em lên mã số 12. Mã 12 nhé. Mã 12 là em có một cây dòng Shimano Jawan Park ạ. Cái này là một cây lua rút UL, rất đẹp nha, nhẹ 48g. Cái này mới lắm mọi người. Tay cầm của nó này, cán của cần sẽ là cán bần và pad của nó sẽ là pad dài như thế này. Cái này là size UL 1m5. Đây nè, Jawan Park Shimano, hàng của Hàn Quốc ha.
dài 5 feet tương ứng là mét 50, tải mồi 1-4 gram, tải dây 14 lb. Đây, khoen của cần nó sẽ là khoen Fury nhé, khoen Fury lõi xứ xám và đầu bu là Fury xích. Đấy, độ cứng chuẩn UL luôn, độ dài và độ cứng 1,5 mét cứng UL nhé. Khách tìm size này khá nhiều mọi người. Ngọn 0,8 ha. Màu thì đồng bộ màu, nó sẽ có cái màu như thế này này, từ gốc tới ngọn luôn. Và cây này thì không có trầy xước nhé. 4 lóng tất cả. À 1, 2, 3, 4, 5 lóng tất cả. 5 lóng tất cả. Cần không trầy xước nha mọi người, thiếu túi thôi. Và siêu đẹp. UL 48g ạ. Gọn 45cm, mã cần số 12. Giá cây này 1 triệu nhé. Giá cần là 1 triệu. Đây, đầu chụp bé tí à. Rồi đây là mã 12 nha mọi người. Tiếp tục em lên mã số 13. Mã 13 là một cây Shimano. Cây này là cũng là cần Lurus luôn. Đây là một cây free game nhé. Và độ cứng của nó cũng là UL, nhưng mà nó dài hơn. 76 UL là 2m28, một cây China xuất nhật. Cây này thì nó về kèm theo cái ống này mọi người nhé. Ống này thì nên là ship về như thế nào em sẽ bỏ y cho mọi người như vậy luôn. Ống này thì mọi người có thể tăng size lên ạ. Rút ra như thế này nha. Mình có thể rút ra nhé. Rút ra và tăng size lên ha. Kéo dài tới cái kích cỡ của cần, hình như là kéo dài tới máy cũng nhớ nữa, kéo thêm một khúc nữa mọi người. Thì dài bao nhiêu thì quên mất rồi. Nó về theo cái ống này, em sẽ bỏ kèm theo cây này luôn ha mọi người. Đây là một cây Shimano rất là còn mới đẹp này. Hàng China xuất Nhật bát vặn ha. Tải mồi 1-7g, tải dây là 2-5 lb, BE tương ứng 0.2-0.8 và 2m28. Có chụp gương đầy đủ, khoen bát Fury nguyên bản. Đây. Đây mọi người, dàn khoen của nó này. Đầu bu Fury xích chống xoắn, khoen của nó là Fury loại đá xám nha, 2 4 6 7 khoen gồm cả đầu bu. Ngọn cần cây này em đo là 1.3 ly ạ. Đây, các lóng bên trong này. Cái này thì dòng này nó sẽ làm phôi mù như thế này ha. Đấy, lóng nào cũng vậy nha mọi người. Khá là đẹp luôn. 4 này là 4 lóng, dài là 2m28, dòng Shimano Free Game. Nhẹ 110g ạ, gọn 68cm, giá của cần 1.500.000. Giá của cần là 1.500.000 ạ. Đó là mã cần số 13. Mã số 13 giá 1.500.000. Tiếp tục nha, em lên số 14. 14 ở đây là một cây máy ngang 2 khúc. Cây là một cây dòng cần lưu mực nha, lưu mực tuột rất là cứng nha mọi người. Máy ngang, tay cầm cán mút xốp. Đây, bát lá bát hãng. Cây này thì khoen bát hãng cứng, rất là cứng luôn. Đây này, một cây Taco Casting Autopus là một cây cần mực tuột. Tải mồi là 10-28g, dài 1m98, 6 feet 6 inch. BE là 0.8-3.0. Cây Taco ha, cây này so với lua nó phải tương độ cứng MH ạ. Khoen nó là khoen hãng. Khoen hãng nha, khoen rất là đẹp nha mọi người. Và cây này thì phôi mới lắm. 1m98 ạ. Đây, mới tinh nha. Đó, không lỗi lầm gì hết. Bu đây. Ngọn cây này thì em đo được nó là 2.2 ly, trọng lượng cần 154g, cần máy ngang, dài 1m98, giá là 700.000 ạ. Cứng tương ứng MH. Mã số 14, giá 700. Mã số 15 là một cây 2 khúc. Cây này là một cây cần của hãng Brock nha, 2 khúc. Phần cán như thế này. Bát là bát Fury ạ. Hãng Brock là một hãng của China xuất Nhật. Cái này là độ cứng UL nhé, 702 UL, dòng sát trao này. Tại Brock NC. Tải mồi là 0.5-3.5g, tải dây là 2-4 lb. Cái này cứng UL dẻo nha, khoen Fury này. Khoen cần nó sẽ là khoen Fury xứ xám, không lỗi lầm gì hết nha. Tất cả là khoen Fury loại đá xám, đọt đây. Đấy. Đầu bu đây, đọt nhỏ ha mọi người, tháp sợi thủy tinh đấy. Người ta rất là nảy cái phần ngọn luôn này. Cái này có giá là 700.000. Mã cần là mã số 15, nhẹ là 114g, dài là 2m1, cứng tương ứng UL ha. Cái này ghi rõ là độ cứng UL luôn. Và giá 700. Số 15. Tiếp tục 16 là một cây Shimano. Đó, dòng cái này là một cây hàng xịn.
Ê, hàng chính hãng nha mọi người, cái này bây giờ nó hàng nhái nhiều lắm mọi người. Shimano X-Rider ha, pad của nó pad C4 cộng, tổng thể 2 khúc như thế này. Cây này là một cây lua máy ngang ạ. Khá là pad vặn này. Tay cầm cán gỗ bần. Cần này thì thông số của nó đây, carbon xoắn 2 power x ha, 168 mh - 2 là 2 khúc ha, tải mồi là 10-30 g, tải dây là 10-20 lb, dài 6 feet 8 inch. 6 feet 8 inch là nó sẽ tương ứng là 2m05 ạ. 2m05. Mã code đây, hàng của China xuất Nhật nha. Mã code đầy đủ mọi người cứ search theo cái này, nó sẽ ra hàng chính hãng. Khoen của nó sẽ là khoen Fury Seat toàn bộ, phôi xoắn ít rất là đẹp nha mọi người. Đấy, cây Shimano X-Rider. Đây, ngọn. Đấy, phôi xoắn à, xoắn nguyên ngọn như thế này luôn này. Bô cầm. Ngọn em đo 1.7 ly. 1.7 ly ha, mã 16 nhẹ là 116 g. Mã cần 16 giá 2 triệu. 16 giá cần là 2 triệu ha, dài 2m05 và độ cứng tương ứng MH. Giá 2 triệu mã 16. 17 này, 17 là một cây UL của hãng Abu. Đây, cây Abu rất là đẹp nha. Logo phần chui này. Logo trên cán cầm. Pad là pad Fury nhé, pad Fury X-Rock Feel. Cái này thì một cây UL Abu X-Rock Feel ha, 642 UL. Là cây này chiều dài 6 feet 4 inch, 1m92-93, tải mồi 0.5-8 g, BE là 0.3-1 chấm và tải dây là 1-4 lb ạ. Hàng China xuất Nhật, một cây Abu Rasa ha, mới đẹp size UL ha mọi người, UL 2 khúc. Phần ngọn của cần có thông tin đầy đủ này, đường dẫn lóng dòng Abu thì nó sẽ có đường dẫn lóng ở từng lóng hết. Là phô nguyên bản nha. Đầu bu đây. Ngọn cần em đo cây này 1.1 ly. 1.1 ly nhé mọi người. Dài là 1m92, trọng lượng cần là 82 g ạ. Mã cần 17, 1.500.000. Mã số 17, 1.500.000 ạ. Tiếp theo mã số 18. 18 ở đây là em có một cây cũng là dòng Abu luôn. Đây là một cây Abu Rasa Sati Feel. Sati Style bản cần AGI nhé. Đây, hai khúc như thế này. Cây này cũng đẹp lắm mọi người nha. Sati Style có logo này. Logo Abu. Đây mọi người nha. Đây, khoen của nó này. Pad của cần sẽ là pad vặn Fury. Abu Rasa Sati Style. Tên này, AGE, thông số của cần đây. Cần này thì nó sẽ dài S592, 5 feet 9 inch nhé. Gần 1m8 á mọi người. Gần 1m8 ha, 1m 5 feet 9 inch là 1m80 đó, cho 1m8 đi mọi người. Độ cứng L. Tải mồi là 0.2 cho tới 5 gram này. BE là 0.1-0.8, dây flow carbon là 1-4 lb, là thông số tại dây nhé. Đây, hàng China xuất Nhật bản cần AGE của Abu Sati Style. Khoen của nó sẽ là khoen Fury ha. Khoen Fury Akonai. Đây, khoen đẹp ha, nguyên bản có dẫn lắm, dòng Abu là có hết ha. Đây, flow nó cũng đẹp mọi người nhé. Cái này em cũng bán 1.500.000, mã cần số 18. Dài là 1m80. Đường kính ngọn em đo là 0.8 ly nhẹ, 88 g ạ. Giá cần 1.500.000, mã số 18. Tổng thể 2 khúc như này. Rồi mã 19. 19 là một cây Valley Hill. Cây 19 này đẹp mọi người nhé. Nói chung là hôm nay mấy cái lua đều đẹp hết à. Hàng em mới về những cây cần lua còn sáng, rất là sáng đẹp luôn. Đây, cây Valley Hill này, ngoại hình cũng đẹp và đây phần ngọn này. Rất là đã luôn mọi người. Valley Hill. Tay cầm cánh mút xốp. Bát là bát vặn Fury này. Hơi bẩn ở đây một xíu xíu, dính bẩn ở đây một xíu xíu. Valley Hill có cái phần tem trên bát máy ha. Retromatic. Valley Hill Retromatic 72ML. Độ cứng tương ứng sẽ là ML.
dài là 7 feet 2 in, 2m18 ạ. 2m18 nha mọi người. EGI này, thông số mực là 1.18 cho tới 30g ha. PE là 0.4 tới 0.8. Đây, thông số tải ha. Valley Hill của China xuất Nhật. Tem nhãn đầy đủ đây mọi người, cái thông tem của nó ha, hàng China xuất Nhật. Và bộ khoen của cây này, cái này thì bên ngoài là nó mạ dạng màu nâu nâu có ánh nhũ như thế này mọi người này. Đấy, và khoen nó là full reset hết. Khoen rất là đẹp nha mọi người. Khoen full reset hết này. Khớp nối của nó đây. Đây mọi người nhé. Đối dòng những cây cần mà dòng khớp nối thì nó sẽ cắm như thế này thôi, chứ nó không có cắm sát hết được đâu ha. Cây nào cũng vậy. 72ML khoen đây. Nguyên bản nhé, dòng khoen nguyên bản nguyên zin hết. Đầu bô đây. Đường kính ngọn là 1 ly 3, trọng lượng cần là 116g, 2m18 ạ. 2m18 giá 1.600.000 ha, mã số 19. Nhẹ lắm mọi người, 116g. Rồi, giá là 1.600.000, mã 19. Tiếp theo mã số 20 là một cây Shimano Scorpion. Cái này nó có túi nha, có túi nguyên bản của cần luôn, Shimano Scorpion. Một cây máy ngang một khúc, tay cầm của cần sẽ là cán gỗ bần. Màu của nó sẽ màu nâu đỏ như này đây ha, bát vặn này. Dòng này á là Shimano Scorpion, thông số là 5 feet 6 inch, 1m68, tải mồi 5-18g, tải dây 64LB, hàng của Nhật này. Cái này là một dòng cần nội địa Nhật nha, và phôi mới tinh. Đấy, không trầy xước nha mọi người, dòng khoen gâu. Khoen này là khoen Fury, đây, xứ xích gâu ha. Lõi xứ gâu. Đẹp mọi người nhé, cần nguyên bản hết. Cây cần này giá là 1.300.000, đầu bu đây. 1m68 máy ngang, đọt em đo 1.6 ly ạ. Đọt là 1.6 ly, một cây máy ngang một khúc của Shimano Scorpion ha. Thông số này là tương ứng độ cứng ML. Đồ cứng ML ạ, giá 1.300.000, 114g, mã số 20 ạ, hàng nguyên túi. Máy ngang nhá, 1m68, 1.300.000. Rồi mã cuối cùng 21 là một cây máy ngang luôn. Cây này cây Abu ạ. Cây này hôm trước có về một cây mà máy đứng mọi người nhá. Thì có khách lấy rồi thì em về được thêm một cây máy ngang nữa mọi người này. Phần góc đây. Bát là bát gâu. Dòng đây á là Aburasia Polaris BL663C. Dài 6,6 là 1m98, tải mồi 3/8 cho tới 3/4 z, tải dây là 12 cho tới 20LB ạ. Tem nhãn đầy đủ hết nha mọi người. Cái này cũng còn mới đẹp, không có túi thôi mọi người nhé. Khoen full reset toàn bộ. Cây này giá của nó cũng là 1.300.000. Đấy, đầu bu cũng full reset này mọi người. Cần nguyên bản ha. Ngoại hình mới đẹp. Em đo ngọn cây này 1.8 ly, dài là 1m98. Cây này là độ cứng nè, thông số nè. Nó ghi là gì ta, Polaris 12-20LB. Cái này độ cứng ML tới M nha mọi người. ML cho tới M ha. Một cây máy ngang mã cuối cùng, 140g, giá 1.300.000. Cái logo bên dưới của nó này mọi người nha, Aburasia Polaris 1.300.000, mã số 21. Rồi em vừa giới thiệu với mọi người lô bao gồm 21 mã hàng. Mọi người có nhu cầu đặt hàng gọi giúp em qua số điện thoại 0932455407 hoặc kết nối qua Zalo giúp em để chốt đơn ạ. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.